Hello, xin chào đại gia đình. Hôm nay mình có thời gian cái mình vô mình cũng không có làm gì thì luộc miếng thịt rồi cái ăn bún mắm rồi với hôm chị Bảy với cháu Ngọc qua đó có cho ít ba khía, thì bây giờ cái mình trộn luôn, mình trộn ba khía mà như chị Bảy làm vừa ăn rồi. Cái này mắm mình làm xong rồi thôi mình đổ vô hũ chứ để nó bốc mùi dữ lắm. Rồi bún, ăn bún mấy bữa thì cuốn chấm bánh tráng, nhưng mà bánh tráng cuốn bữa nay mình Ăn bún ha. ăn bún. Bên kia bà xã đang đục theo à. Ok. Nó đơn giản vậy thôi các bạn. Đơn giản thôi. Đơn giản mà ngon. Lâu lâu ăn cái bún mắm rồi thịt ba khía, hầu như là mấy món này mà cô chú anh chị người miền Tây thì đều thích món ba khía em ha. Mặt khí. Đây thịt heo bà xã đang đục đây. Đây bà xã bỏ thêm nước gà nè, với gừng nè. Nên thấy cái màu nước hơi vàng vàng. Ăn uống mắm thịt heo, thấy không? Ngon lắm à. Ngon xong kìa. Có mấy chị nhắn vô con kia quay cho. Mấy chị thăm su á hả? Quay xu cho xu thăm xu. À, su ú gụ á. Su ú gụ nhà ta đang nằm đây nè. Đó. Biết rồi. Cô chú cũng nhớ su lắm su nha. Chú nhớ su lắm á. À, su thương lắm, cô chú hiền lắm. Cứ quần quần với má mì cả ngày vậy đó. Đây vừa mới về đây. Cái gì su? Đó, thấy có mấy camera tới là giỡn. À, em về đó cô chú. Thơm quá. Wow, chị bỏ trong cái ly vậy đó em. Tại vì bữa đó dọn nhà Ơi. nên đi đó, rồi cái chỉ có lấy như vậy đem qua cho mình thôi chứ lúc dọn nhà rồi hết củ hết keo. Bây giờ mình chị trộn hết xong hết rồi. Ngon quá hả? Nghe thơm quá. Đó, xác phía thịt heo lục nữa đây. Đơn giản mà ngon em. Muốn hương đồng cỏ nổi. Cái thịt heo này nè là mình nuôi, mình mua cái loại thịt heo người ta nuôi cho natural á, thành ra nó thơm lắm. Rồi cái mình luộc mình bỏ thêm miếng gừng, miếng củ hành. Đó, nếu mình có cái gốc ngò đó thì mình bỏ vô nó càng thơm nữa, mà mình không có gốc ngò nên bỏ miếng gừng nó rất là thơm. Cái này nó ít mỡ. Rồi đầu ba miếng nước chanh nữa là vô bàn. Là mình làm cái ăn mấy này là cay cay mình phải có nước chanh để mình uống. Nước chanh hôm nay là pha mật ong bột tiếp tục này cô chú, sản phẩm của gia đình đây. Sẵn đây cái mình làm luôn, tại có nhiều nhiều chị hay là em gì cứ hỏi cái mật ong này là mình uống làm sao, mình làm như thế nào. Cái mật ong bột này á là mình nấu ăn được, rồi mình nấu ăn được, cháu Hiền gọi, mình nấu ăn được, mình uống nước chanh được, uống cà phê được đó. Nên cái mật ong này là mật ong bột rất là ngon. Rồi với mình chia sẻ luôn là mình không có làm nhiều nhiều mật ong vô trong đây đâu, ví dụ một muỗng nè, mình không có cần phải uống cho nhiều đó, một muỗng hoặc là Thêm một chút xíu nữa. thêm chút xíu nữa nếu mà mình thích có cái độ ngọt đó, vậy thôi. Cái muỗng này thì không có tới muỗng cà phê, nhưng mà thường thường á, một muỗng cà phê đường đường thường á thì nó tới 10 gram ngọt, còn cái này á một muỗng cà phê nó chỉ có 3 gram ngọt thôi. Nên
mình đỡ được, mình giảm được cái đường. Ví dụ như mấy mấy cô ha, mấy chị mà đã có bị đường rồi á thì ăn cái này nó tốt, nó không có tăng cái đường lên. Còn mà ví dụ như mình không có đường, không có bị nhưng mà mình cũng dùng thì nó tốt hơn, nó cũng không có làm cho mình sanh ra thêm đường á. Đây là mực ong đen. Mực đen đây. Mực ong đen này bán cũng nhiều lắm. Dạ. Chú anh chị mua đi mua lại hoài. Mực ong đen thì rất là tốt, nó có nhiều cái chợ hỗ trợ cho mình nhiều trong cái này nè, nó có nhiều cái hỗ trợ cho nhiều sức khỏe lắm. Mà em có in cái giấy ra, mà nó chính của nó đó là nó làm cho đường hô hấp được thanh quản. Đó, giống như một cái ly như vậy thì mình cắt chanh á, thì cái miếng nhỏ nhỏ như vậy nè, đó mỗi ly mình làm một miếng thôi, như vậy là nó vừa đủ cho mình có vitamin C nhưng mà nó không có là gọi là ngọt quá mà không có phải là chua quá, nên mình không có phải cần bỏ cho nhiều mật ong vô rồi dắt nhiều chanh xong rồi cái ủa xong ngọt rồi chua, nó như vậy là nó vừa rồi. Làm gì đứng lên đây? Sự lúc nào cũng im vậy đó cô chú. Thương lắm. Cô chú nhớ Su lắm nghe Su. Hôm nay đi mua đồ ăn quá trời cho Su, về chút xíu để cho Su ăn nha. Nha, sẽ bị kích ghê, ok. Nha Su. Ừ, thương Su lắm á Su. Ok, thôi để máy xuống rửa tay chuẩn bị vô bàn ha. Dạ, đúng rồi. Vô bàn được rồi. Rồi, vô bàn luôn. Vô bàn, vô bàn thưởng thức. Đó, cô chú chị thấy như nó chậm hấp dẫn không? Xin chào đại gia đình, quay lại kênh YouTube của vợ chồng mình Huỳnh hôm nay. Hôm nay cũng mấy ngày rồi mới lên đây gặp đại gia đình của mình. Hôm nay bà xã làm muốn đơn giản, làm muốn quê hương. Quê hương tôi. Đi về là có liền, đi về là bà xã nhà luộc rau, được làm luộc thịt trước rồi lo rau rồi luộc bún. Rồi xong rồi Bình Huỳnh ở tiệm nail xong chạy về phụ bà xã quay phim. Rồi hai vợ chồng lên đây cũng ngồi tâm sự với đại gia đình của mình cho vui trong kênh YouTube của Bình Huỳnh. Hãy xin mời đại gia đình của mình vào bàn thưởng thức món này với vợ chồng Bình Huỳnh nha. Bún này bún khô nè, mà mình luộc cũng đâu có thua gì bún tươi đâu. Ừ. Nó dẻo ngon lắm. Thịt lên. Bỏ rau, bỏ thịt, rồi muốn bỏ thêm miếng xoài lên cho chua chua. Wow, chén mắm hấp dẫn quá. Chén mắm ngon. Chén mắm. Chén mắm ngon lắm. Cái này ăn được rau lắm nè. Đó. Mình thích xé xé ra như vậy chứ mình không có thích mà cắt nhuyễn quá. Cái rau cắt nhuyễn quá không thấy không ngon. Rồi Bình Huỳnh xin mời đại gia đình nha. Thì kêu bà xã. You're welcome. Cho mình thích bỏ miếng xoài lên nữa cho chua chua. Tại mắm này mình phải pha loãng ra một chút chứ thôi để nó mặn. Mình pha vậy đấy anh, nó vừa ăn. Dạ, nó không có bị mặn. Lâu nghe bún mắm cái nó thèm. Dạ. Yeah. Bún này bún mắm ngoài miền Trung. Bún mắm miền Trung nữa. Dạ, còn bún mắm miền Tây là khác, là ăn lẩu mắm hoặc là mắm kho chấm rau. Đó, là bún bún mắm miền Tây. Còn này muốn mắm miền Trung là ăn mắm niêm. Rồi. Wow, cái này là dăng vô là nó thơm ghê lắm á. Ngon quá. Chị Hai nghe tiếng. Tới giờ là bắt đầu cái là chị Hai vừa ngủ dậy là nghe cái mùi mắm á. Dạ, cái miệng của chị đó. Dạ. Yeah.
Xin mời đại gia đình. Ăn cái này mà có đi đã chăm uống hết ý không hả? Wow. Hai vợ chồng là ghiền cái nước chanh này luôn. Các bạn biết nước chanh này nó uống không phải cái vị ngọt của nó, không phải như đường, nó có vị của bột mà không đó. Nếu anh chị như là mấy em cháu thường thường hay mua cái này về chế nè, thì có nhiều chị mua mấy lần luôn rồi. Ừ. Mà có chị mua lần cá 9 hũ 10 hũ lần. Ừ. 5 hũ không à. Ngon quá. Ừ. Có thêm miếng xoài vô nữa nên nó chua chua. Này có một cái ớt nữa. Không cay á, cay lắm à. Cay rồi mà cái ăn cái này thì chỉ muốn có rễ ớt xanh xanh á. Ừ. Hái ngồi vườn vô. Ừ. Cắn ăn cho nó ngon. Năm nay em trồng ớt thất mùa, rau muống thất mùa. Ừ. Rau muống mỗi năm á, giống như tháng này là em nhiều lắm ạ. Rau muống nhiều. Cô Sáu. Cô Sáu, với cháu Hiền ở Việt Nam gọi. Dạ. Yeah. Chắc là gọi không? Hỏi đồ tới chưa hả? Đồ tới hay gì đó. Ờ vậy hả? Tại vì mình có gửi kem rồi về từ Hàn Quốc đưa về thẳng Việt Nam luôn, lại cho nó nhẹ được chút xíu tiền cước phí. Đúng rồi. Chứ thôi về bên này rồi mình phải gửi ngược về nữa. Em là các em su. Em là mà khi dậy là tại vì hồi xưa á, em là không chưa có bị bệnh mắt á, thì em là thấy đường chạy tới chạy lui. Rồi khi mà bây giờ em về đó em ngủ dậy xong cái là không thấy ai, em phải kêu. Ủa? Cô chú anh chị cũng thông cảm luôn. Hôm nay sao hai màu đỏ luôn hả? À, không hẹn mà gặp ha. Ok là ơi. Chờ xí nha. Bên mấy cái xưa ấm á, rau cải mình ăn còn 5 suốt tháng. Còn bên này thì được vài tháng nữa. Còn 2 tháng nữa tháng 9 là hết rồi nữa. Tháng 9 tháng 10, mấy cái rau thơm này thì nó sống dai dai một chút. Như vậy hả? Ăn cái bún mắm này nhớ ở dưới quê mỗi lần mà đi chợ đi đồ hay là đi đâu đó anh ha. Ghé vô cái mấy chị em mấy bà cụ rồi ngồi bán gánh bún mắm hay là để ăn cái bình dân nhỏ nhỏ mình vô ngồi ăn thấy. Này có thêm mít non nữa ha. Ừ. Rồi thêm miếng đậu phộng nữa, em quên rang đậu phộng. Ừ. Này có miếng đậu phộng nữa ngon lắm mà em quên rang à. Ngon quá. Cái món bà khía này là cháu Ngọc là thôi mê lắm. Ừ, cháu Ngọc mê món bà khía này lắm. Mê ghê lắm. Món bà khía này mình nấu cơm nóng nóng này ăn em. Uh-huh. Hôm nay nhớ Ngọc đem món bà khía ra Ngọc. Nhớ mới nhớ đi kiếm vô tủ lạnh á. Ừ. Công nhận đó, bà khía nó mặn thiệt. Ừ, em đã trộn rồi đó. Mà mà chị Bảy đã làm rồi đó nha. Chị Bảy trộn rồi hết rồi đó. Ừ. Rồi trộn, mình trộn thêm chút đường, chút chanh nữa mà cũng còn. Ừ. Muốn bà kia là xuất phát ở bên phía của người Thái và người Miên rồi em hả? Đang ăn ngon mà bị cay là bực ghê. Hồi là hết cái ly nước rồi chờ trước. Ngon quá. Trước em ăn cũng được mà sao giờ dở dữ ta. Trời ơi, món ăn liên tục quá. Ồ.
món liên tục của đứa quen. Mà ăn mấy cái này phải cần ăn ớt. Phải có ớt nó mới ngon. Có ớt nó mới ngon. Tại vì ăn cho nó toát mồ hôi ra. Dạ, tại vì có mắm mà. Để mà xuống coi em nghe. Em ngồi nói chuyện với lại cô chú đi. Dạ. Tại vì mình ăn con mắm. Mắm ăn con mắm rồi mắm ba khía. Mắm ba khía. Không biết mấy chị mấy cô có bây giờ mà ở dưới miền Tây mình còn mắm còng không ha? Hồi xưa ở nhà nhớ ngoại ngoại làm mắm còng á, ngon. Mắm còng cái chấm với cà dĩa, trái cà bự bự tròn tròn á, cắt mỏng mỏng ra, ngoại ngâm với nước muối. Ngoài ngâm với nước muối xong rồi rửa cái nó trắng á, đem ra cái chấm mắm còng vậy á, ăn cơm ngon lắm. Nói gì mắm là mắm khô là mình thích lắm. Ăn gì ăn cho thấy gì muốn muốn mắm nè. Hay là cái thịt heo dễ ăn, có mắm sẵn về, có rau sống rồi dễ ăn. Nhúng lên cuốn bánh tráng cũng ngon nè. Ha? Đúng rồi, cái gì cũng dễ. Dễ ăn. Mà không thôi cái mình làm miếng nước tương. Miếng nước tương có rau, có rồi vậy cái cũng ăn được bún luôn. Cũng ngon luôn. Mà ăn cái chân đó nó mặn đâu. Ăn cái mình nó không mặn. Mà ba khía ăn thì phải mặn. Nó mới gọi là ba khía. Gọi là mắm mà. À, mắm mà. Nhưng mà cái này từ mùa đông em ha. Tuyết rơi lạnh lẽo. Có cái dĩa ba khía này nấu nồi cơm nóng thiệt nóng lên. Hết rau rồi. Sống đồ ngon lành nữa. Ngồi ăn là nói hết cơm luôn em ha. Yeah. Em thân kiều chị Bảy với Ngọc bữa qua bận như vậy mà vẫn nhớ đem cho ba khía. Thu đường lấy gì hay nha. Vậy chứ mà mình để một tủ lạnh mình quên đó mấy chị. Mở mỗi ngày vậy đó mà mình quên. Nay sực nhớ lại, ồ mình ăn bún với rau sống với thịt luộc. Nhớ chực lại cái ba khía. Wow, gà làm luôn. Trộn sẵn luôn mê ăn cơm. Ngon quá. Cái que. Sẵn dịp á, lâu lâu mình Huỳnh cũng lên trên video rồi cũng quên đặt cái số điện thoại cho các bạn cũng như cô chú anh chị mà order mấy cái đồ của bà xã đó. Mỹ phẩm hay là các loại các mật ong bột rồi vừa rồi cô chú anh chị thấy là bà xã đứng vừa quay kỹ ly đá chanh này mà bà xã cũng chia sẻ được cái công thức để mà mình làm những nước chanh uống để cho nó hoàn hảo hơn. Thì cô chú anh chị cũng như các bạn cố gắng làm theo cái công thức của bà xã đi. Mình muốn thử. Dạ, nếu mà thích ngọt á, thích ngọt thêm chút nữa thì bỏ 2 muỗng. Còn mình thì mình thấy mình uống vừa rồi. Vừa là nó thanh thôi chứ mình không cần uống phải ngọt. Uống giống như mình uống giải khát. Mà ăn mấy cái đồ mặn mặn nào có ly đá chanh uống là nó thấy nó giải xuống liền á. Rất là tốt. Còn cái số điện thoại của Bình Huỳnh á thì các bạn gọi vào cái số là 312 312 395 0175. Đó là cái số điện thoại của gia đình Bình Huỳnh mua bán ở trên online cũng như của chú anh chị thường hay gọi vào đó. Nên cũng cảm ơn hết tất cả các bạn cũng như là cô chú anh chị và em giáo trong kênh YouTube. Mấy ngày vừa rồi bà xã cũng có làm sa tế đó. Đúng rồi, mình tối đa bà xã làm ngày nào là cũng hết kỳ đó. Nhưng mà bà xã thì cũng làm dạo này làm cũng cầm chừng. Thứ nhất là cũng hơi bận rộn, thứ hai nữa mình đã
có nhiều ông cháu hỏi sa tế mà mình không có thì cũng ngại không ha. Nên bà xã cũng cố gắng để gửi tới những cái sản phẩm mà chính tay bà xã làm đến với đại gia đình của mình. Thứ nhất là mình vừa thưởng thức được cái món ăn, và thứ hai nữa là cô chú anh chị với các bạn ủng hộ những cái sản phẩm của gia đình mình. Tỏi phi, hành phi, sa tế rồi các mật ong, rồi mỹ phẩm, mật ong, rồi kem dưỡng da. Đúng rồi. Rồi xăm, tất cả các bạn cứ gọi vào rồi vợ chồng mình luôn tư vấn cho. Đông trùng hạ thảo. Rồi collagen yến, collagen không yến. Đó hết. Đầy đủ. Nhà em là cái tập quán nhỏ nhỏ. Cái số điện thoại Việt Nam em còn nhớ không? Yeah, số điện thoại Việt Nam á hả? Gọi cháu Hiền là 0356 94 8480. Wow, giỏi quá. Số điện thoại bên phía Việt Nam, của chú anh chị bên phía Việt Nam ủng hộ cho gia đình Bình Huỳnh thì gọi trực tiếp cái số đó. Cho thuốc xịt họng rất là hay. Mình bà con ủng hộ ở đây cũng nhiều lắm. Bên Việt Nam cũng ủng hộ rất là nhiều, mà bên Mỹ cũng vậy. Giống như sáng đó là mình cũng làm cũng hết là cả chục bịch nhỏ nhỏ, cứ hai chai ba chai gửi đi. Còn này là uống nè. Cái này là loại dị ứng mà uống. Nhưng mà bây giờ á, là mình có cái viên nó dễ uống hơn. Dạ, mình có cái loại viên nó dễ uống hơn. Nên cái này là mình đang uống ở nhà. Cái mùi á, thì nó hơi bị mặn chút. Nhưng mà thì mà nếu mà đồ thiên nhiên á, thì mình uống thì nó ấy. Nhưng mà nó tốt cho sức khỏe của mình thì cũng ấy. Cái này rất là hay khi mà bữa mình nấu lỡ bị phỏng á. Cái hả, rửa qua bên nước lạnh cái bắt đầu mình lấy chỉ có giọt này mình dỉu vô ha, là im ru luôn, bị mất dấu luôn. Không có thẹo, không có thẹo mà không có bị phồng nước gì lên luôn á. Nhưng mà hồi mới bỏ vô thì nó rát lắm, tại vì nó nóng mà nó đang nóng. Rồi bỏ này vô rất là hay, không phải mình nói chứ của bên bà siêu mà sau cái chế biến được cái công ong keo này cũng rất là hay. Rất là hay. Nhưng bà cô ủng hộ cái sản phẩm được gì? Nhiều lắm. Vậy đó các bạn, hôm nay hai vợ chồng lên đây cũng chia sẻ, thứ nhất là cái bún mắm thì mọi người ai cũng đều làm được rồi, chỉ quan trọng cái mắm này. Cái mắm này thì nếu mà cô chú anh chị với các bạn về Việt Nam á thì mình mua là mình đem qua. Còn hiện tại bây giờ mình Huỳnh ăn là ăn cái này là của dì Cảnh đây ha. Cái này là của chị Hai mua cho. Dì Hai mua tặng cho đó. Đây nè, mình đang kiếm cái con mắm mắm giò, mắm gọt mắm giò. Con có xí xí nhỏ xa xíu. Xa quá không thấy đâu. Không biết nữa. Đó, nhỏ xíu à. Mắm này rất là ngon. Rất là dễ ăn rồi. Mình đó, mình ăn bún mắm rồi bánh tráng thịt heo là cái gì cũng được hết. Rồi mình luộc rau lang á, cái mình chấm này luôn đó. Cũng ngon lắm. Nhưng mà nếu mình ăn chấm với rau lang á thì mình đừng có cho chanh chua. Đừng bớt cái chất chua đi. Mình chỉ là làm mặn mặn ngọt ngọt rồi chút xíu chanh thôi. Là chấm với rau luộc hết sảy luôn, chấm ngon. Chấm là ăn hết nồi cơm. Ôi, chào tạm biệt các bạn. Cũng như là trước khi gia đình Bình Huỳnh xin mình đặt lại số phone chào tạm biệt đặt phone lần nữa hả? Thì cái phone của vợ chồng Bình Huỳnh của chú anh chị các bạn gọi vào số điện thoại là 312 395 0175. Rồi cái số Việt Nam là 0394 94 80 80 0394 84 80. Thì Bình Huỳnh cũng xin chúc đại gia đình của mình trong và ngoài nước. 0353 56 94 80 ok. Đó là cái khúc sau là phải đúng nha. Rồi Bình Huỳnh cũng xin chào đại gia đình của mình trong và ngoài nước một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Bà khía. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Xin hẹn gặp lại video kỳ tới.